Rồi, bữa nay bàn giao con xin beo cho anh Mười ở Bình Chánh nè cả nhà. Xin beo thùng lửng. Giá rẻ giá khởi nghiệp cho anh. Đó. À, đang đếm tiền. Cảm ơn anh trai đến từ Bình Chánh ủng hộ em. Đây. Chuẩn bị thêm nha cả nhà. Nhà càng mua bán trao đổi cứ alo cho em nha. Đó, còn vài mẫu xe tải cũ giá rẻ nữa. Anh em nào cần cứ nhắc máy gọi điện cho em nha. Đây ha. Đó. Mấy chục triệu có con xe cọc cặp rồi. Kiếm lúa được rồi nha cả nhà. Rồi, cảm ơn anh Mười rất nhiều. Đó, chúc anh công việc thuận lợi, làm ăn nó phát triển và gặp nhiều điều may mắn hơn trong cuộc sống nha.